Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Trời đất ơi, từ ngày hôm qua cho tới nay quý bà con mình nghe thông tin gì chưa? Con lợn tay xanh, nó phát biểu ra một cái câu này mà khiến cho mẹ con sáu xì bào, ta nói bây giờ tức đứng hình luôn. Bây giờ kiểu bằng thứ điều mà ta nói tức đến nỗi mà muốn dở luôn cái nóc nhà, cái quán hủ tiếu bò viên. Nghe đồn đâu nghe, chuẩn bị mà cuốn gói mà đi về quê luôn, mà không biết quê mẹ con bả đâu, dám chừng về không mấy về dưới Sa Đéc ở Đồng Tháp quê chồng cũng về ở cũng chừng nữa. Ủi ghê lắm quý bà con. Rồi ngày hôm nay em rất mong quý bà con mình dành chút ít thời gian ra gán mà coi hết cái video ngày hôm nay giùm em bảo đảm với quý bà con luôn, nó hay bà cố luôn. Rồi không nói dài dòng, xin mời tất cả quý bà con mình cùng lắng nghe. Thì quý bà con cô bác mình cũng đã biết là mấy ngày hôm nay lợn tay xanh và cái thằng Đôn Lằng, rồi thêm ông Danh Hề Lê Tím nó, rồi thầy đờn guitar, và thêm một người nữa là kêu bằng đi ra ngoài miền Bắc á, làm cái gì mà từ thiện gì mà cái chó mèo gì đó, cái đó em không biết đó. Thì trên cái chiếc xe đang đi, lợn tay xanh mới phát biểu một câu như thế này, em đọc liền cho quý bà con nghe chơi đây. Thủy Le Hồng Phận á, không cần phải đi hát cũng vẫn sống khỏe, tiền của chúng tôi không thiếu, thích thì mở live show cho vui nhà vui cửa, khán giả là cái thá gì chứ. Trời đất ơi, thấy ghê không quý bà con? Không biết lợn tay xanh hôm đó là ghé ăn cơm, ghé ăn lộn cái gì hả? Đúng không? Em nghĩ chắc nó ăn lộn thuốc ngừa thai hay gì mà nay sao làm gì, cái đầu óc nó bị gì mà nó dám lên nói vậy. Thì bây giờ quý bà con cô bác mình có cảm giác như là thấy nó mâu thuẫn không? Con ve nó ngồi nó live stream tại quán hủ tiếu bò viên của nó. Nó thàn. Em khổ lắm ư. Em bây giờ là kêu bằng thứ điều muốn vô gia cư. Em thuê nhà, thuê cửa, đồ em bán từng tô hủ tiếu bò viên, em sống qua ngày. Em lo cho mẹ em mà kêu bằng vấn đề còn không đủ đấy. Bây giờ em khổ dữ lắm khổ. Đó. Gọi giận lợn tay xanh nó lên nói là tiền chúng tôi không thiếu. Thì bây giờ quý bà con cô bác mình tin ai bây giờ? Đúng không? Trời đất ơi, em có cảm giác như lợn tay xanh này làm như mà kêu bằng bây giờ á, muốn quay xe rồi. Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì. Đúng nha. Đủ lông đủ cánh, bây giờ có anh Hề Lê Tím mà kêu bằng che chở mà. Bảo kê đó. Đúng không? Trời đất ơi, quý bà con mình thấy rõ vàng chưa? Bây giờ nó coi ai ra gì? Nó có coi khán giả mình ra cái gì đâu quý bà con. Nó đã nói mà khán giả là cái thá gì. Thì quý bà con nào mà kêu bằng đã và đang ủng hộ nó đó, vô đây mà nghe cái clip này giùm em đi. Câu xong dám chừng á, hủy đăng ký bên kênh nó luôn, qua bên em khoái em luôn cũng chừng. Mà thật sự như vậy quý bà con, chúng ta có thể thấy cái độ mà lương thị mắc lẹo á của con ve. Rồi bây giờ nó bị đồng đội, chính cái người mà kêu bằng đệ tử ruột của cô Sáu đó, thứ đều muốn bán đứng bán nằm bán ngồi luôn. Quý bà con thấy rõ ràng không? Trời đất ơi, đúng là thật sự á, là con ve cái kiểu như nó đối xử tệ bạc với lính của mình, đó chính là con lợn tay xanh. Thì em đã nói rồi, em nói một ngày nào đó không xa, con lợn tay xanh này nó sẽ phản mẹ con ve. Mà bây giờ nó phản á, thì cũng có lý do của nó. Tại sao mà nó phản? Thì có thể á, là mẹ con ve đối xử quá tệ bạc với nó, đúng không? Bởi ta nói tiểu nhân thì lúc nào nó cũng chơi với cái thằng tiểu nhân. Người tốt thì nó chơi người tốt, cái người không có mắt lẹo thì chơi với cái người không có mắt lẹo. Còn cái người mà lương lẹo thì chơi với cái người leo lượng. Rõ ràng là như vậy. Trời đất ơi, mà em hỏi quý bà con nghe như thế này nè, không biết cái là bà con là nó cố tình hay nó cố ý nha, nhưng mà riêng em nhìn cái ánh mắt nó nói đó, là dám chừng nhau nãy nói thiệt cũng chừng lợn tay xanh đó. Tại vì quý bà con mình thấy bây giờ bên phía anh ve đó, nó nói vậy thôi, nó than nó thở vậy đó, chứ thật chất ra tiền của nó xài không thiếu thiệt đó. Còn cái chuyện mà bầu xô, còn mà nó mở live show live thao đồ đó, nó đâu có bỏ tiền ra đâu mà nó sợ, đúng không? Trời đất ơi, bây giờ bắt qua quỷ xô thì ai bồi thường cái hợp đồng với cái phòng trà thì hai bóng bóng bồi thường, đâu phải tiền của nó đâu, nó sợ quý bà con. Bởi nên vì vậy đó, bây giờ em nói quý bà con, nó lên nó ngông cuồng lắm, nó không coi ai ra gì. Thậm chí mà nó nói câu được mà khán giả là cái thá gì chứ, làm nó rồi thôi rồi xong luôn. Thời đất ơi, ta nói chuyện này là no củ cải thiệt rồi. Khán giả là cái người đang cho mày mà cái bộ đồ đó.
đang cho mày chén cơm ăn mỗi ngày đó, đang cho mày chiếc xe đi, đang cho mấy người mà kêu mình được cái danh phận và cái tiếng tăm đó mà còn câu khán giả không ra cái gì, thì em hỏi quý bà con mình nó còn được người ta ủng hộ hay không, đúng không? Bây giờ ví dụ mình có ghét người này người kia đi chăng nữa, mình cũng đừng bao giờ mà mình lên trên mạng mà mình nói cái này cái kia, mình trách móc khán giả. Trời ơi, người ta không coi á thì lấy cái đất gì mà mình ăn, ăn không khí à hay là ăn lá cây, đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng á, bên da nó một đường, bên lợn tay xanh nó một nẻo. Và em tin chắc rằng á, theo em nghĩ nha, con lợn tay xanh này bây giờ á, nó mà kêu bằng nó muốn mà tách riêng ra, nó rời tay em đó, nó muốn đi theo anh Hề. Tại vì sao nó khoái anh Hề như vậy? Thì em cũng nghe một cái thông tin như thế này, cho rằng nha, sắp tới đây đó, anh Hề Lê Tím đó chuẩn bị mà làm một hai cái thẻ xanh quốc tịch Mỹ đâu, USA đâu, cho chị lợn tay xanh. Cho nên vì vậy chị xanh tay lợn chị khoái. Đó, khoái bắt đầu vô kẹo thơm. Mà quý bà con mình thử nghĩ đi. Trời ơi, bây giờ mày làm quốc tịch Campuchia thì dễ. Còn mà làm quốc tịch Mỹ bộ dễ lắm à. Bộ tưởng vậy là dễ lắm à. Chắc không tốn tiền à. Chắc không kêu bằng phỏng vấn à. Trời đất ơi, nghe vậy kéo đầu khoái. Nhưng mà thường ta nói cái gì, mật ngọt chết rồi, tiểu nhân á hay thường chơi chung tiểu nhân, đúng không? Thì bây giờ nè, quý bà con mình thử nghĩ đi, ông Hề Lê Tím này, ông đang lợi dụng lợn tay xanh hay là ông chơi thật lòng với lợn tay xanh? Quý bà con mình thử nghĩ giùm em đi. Ở bên phía bún bò đó, nói thẳng ra luôn á, người ta đến với nhau chỉ qua là lợi nhuận một cái mông ở dưới đít á, chứ không có ai mà đến với nhau, đừng bao giờ dùng cái chữ mà tình nghĩa, nghĩa tình gì đây, đúng không? Trời ơi, nó lợi dụng lẫn nhau để nó có mục đích riêng của nó, chứ không ai mà trời ơi, tôi thương bé ve, thương cái con khỉ mốc. Nếu thật sự mà cái chuyến này mà le le ở bảy lợn tay xanh nó đi với ông thầy Hề Lê Tím đó, thì tại sao nó không rủ con ve đi quý bà con, đúng không? Đừng nói em ve mắc công chuyện, không có. Nếu mà nó mắc công chuyện thì mắc gì ngày hôm qua hôm kia nó ngồi nó live stream với ông sạc, đúng không? Trời ơi, tại vì em nói quý bà con nghe, thấy chưa, em đoán có sai đâu. Em nói con lợn tay xanh bây giờ nó đủ lông đủ cánh, bắt đầu nó muốn quay xe, nó muốn phản bội, nó muốn làm riêng cho nó một cái thương hiệu vậy đó, kiểu vậy đó. Nó mới đi với ông thầy với thầy Đờn nè, với Đôn Làng nè, với thêm ông thầy, với ông Lê Tím, để nó tạo PR tên tuổi cho nó. Chứ đúng ra thật sự nó phải kêu con ve, tại vì bây giờ con ve là một cái người mà đang bị tẩy chay, thì đây là cái cơ hội tốt để con ve có thêm cái tiếng, có thêm khán giả đi nhìn vô, người ta ủng hộ, đúng không quý bà con? Mà nó không hề kêu nghe, nó không hề kêu, nó điên mình, nó chơi vậy đó. Thì bây giờ em nói quý bà con nghe, bún bò bây giờ tôi nói thiệt á, gần cuối cái drama, chú cha ơi, cậu Nam ông khai khẩu sạch hết. Tôi nói bây giờ ở cái nội bộ của nó quanh lộn con, nó lung tung xà beng, nó giành ăn, nó giành giật, nó giành tiếng thơm, tiếng tho gì, nó giành sạch hết. Còn những cái tiếng thúi bây giờ nó đẩy lẫn nhau. Bây giờ dù bà Tháo đẩy tiếng thúi qua cho lợn tay xanh, lợn tay xanh thì bắt đầu đẩy tiếng thúi cho bà Sáu. Nói chung nó là nó quanh banh chành hết quý bà con. Chứ bây giờ không ai mà chịu thua ai, không ai mà nhường nhịn ai. Đó. Rồi bây giờ em sẽ cho quý bà con cô bác mình biết thêm một cái thông tin cũng khá là chấn động đó nè. Nghe đâu sắp tới đây chị Ve sẽ kêu ông Sạc về ở chung chung nhà với mẹ con của con Ve. Quý bà con mình nghĩ như thế nào? Tự nhiên em nghe cái thông tin đó, em cảm thấy tội nghiệp cho chú Bảy. Tại sao mà tội nghiệp? Rõ ràng không quý bà con? Một cái thằng, kêu bằng thằng luôn đi, nó không có đáng kêu mình bằng mình, không có đáng kêu cái khứa đó bằng ông, bằng chú vậy. Một cái ông có một cái thằng già rồi, khi mà cậu Năm mất, nó nhào vô trong phòng của cậu Năm, nó lấy quần, lấy áo, nó lấy túi xách, rồi nó lời được luôn cái hàm răng. Nó đâu có họ hàng bà con gì với bên bà Sáu đâu quý bà con. Vậy mà cũng đòi rước ông Sạc về, về ở chung. Là rước tự bên phía nhà của trợ lý Kim Si Ho đó về ở chung, tại vì bị trợ lý Kim Si Ho chửi quá trời quá đất chửi. Rồi giờ ông Bảy
Ông Bảy bây giờ ở nhà trọ kìa. Tại sao bây giờ nếu mà thật sự mình coi ông Bảy là em ruột của mình thì bà Sáu không hốt ông Bảy về nuôi, hốt bà Kim Mai Thọ, hốt luôn cái thằng con trai tiểu hèn sáng của bà, đúng không? Bây giờ mình nói nào ngay, trời đất ơi, bây giờ mình cho ông ở dưới cái chỗ mà bán hủ tiếu bò viên cũng được đó, tối không lẽ bà bán, đúng không? Bây giờ dù bán ban ngày mình dẹp, tối bắt đầu mình dẹp vô tải ra Tâm Niệm, vậy thì gia đình ngủ cho đỡ tốn tiền. Bắt đầu gia đình ví dụ mướn cái nhà ra bao nhiêu thì Hùng vô trả. Trời đất ơi, bây giờ bỏ ông Bảy cù bơ cù bắp. Ông Bảy ông đồ bán gì? Bánh bao kìa, bánh bao trứng muối kìa. Bà Sáu đâu? Bà Sáu đã từng thề thốt như thế nào sẽ lo cho ông Bảy tới cuối con đường mà. Ừ, còn chị Sáu là còn chú Bảy. Chừng nào chị Sáu đi bán muối à, chú Bảy cũng đi bán muối luôn. Bây giờ em nói thật sự với quý bà con á, trong cái câu chuyện này em nói thiệt á, em ghét nhất quý bà con biết ai không? Ông Sạc đó. Ông không là cái thá gì hết trơn hết trọi á, mà ông đi lấy đồ của cậu Năm, ông đi ginh thùng phúng điếu, rồi ông lời luôn cái hàm răng giả của ông. Trời đất ơi, bởi nói tới ông cái khứa này mà bây giờ về Việt Nam ăn bám vô phụ nữ nó. Mới hôm qua hôm kia là nghe đâu á, bà trợ lý bà tức, bà lên bà cử, cứ điều bà chửi luôn cái ông Sạc, tại vì ăn bám. Trời đất ơi, đàn ông con trai tối ngày mà gì, một ngày ăn ba cử, tối rồi ngủ nhậu nữa. Mà bây giờ em hỏi quý bà con mình, bây giờ kinh tế nó đang khó khăn, mà bây giờ tối ngày ăn xài mà làm không ra tiền thì giờ sao? Tất nhiên là bà trợ lý Kim Si Ho này bà tức, bà phải gồng, bà gồng hết nổi thì bà mới lên tiếng chứ đó. Rồi cho nên vì vậy mới nghe cái thông tin đồn đang ve và chuẩn bị á rước ông Sạc về về nuôi. Trời đất ơi quý bà con, mình thấy bà Sáu chịu chơi không? Cái đó người ta kêu bằng khôn nhà mà dạy chợ đó quý bà con, thiệt là vậy luôn. Trời đất ơi, người trong nhà không lo, đi lo người ngoài, rồi mai chiều gì chắc bà Sáu bà bị gì đó, chắc ông Sạc đứng ra chịu hay gì, đúng không? Trời đất ơi, cái này mà nghe tới, nếu mà cái thông tin này nó xì ra, nó bể ra nữa đó, thì ông quan không văn minh, ông quan quậy nữa. Trời đất ơi, đúng không? Ông Sạc là cái gì của bà Sáu? Ủa, em có cảm giác như bây giờ bà Sáu bà khoái ông Sạc hơn quý bà con, mê rồi. Không biết ông Sạc bự không, mính không, không biết, mà thấy bà Sáu chút bà mê đó quý bà con, đúng không? Rồi thì đó là toàn bộ những gì mà em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con cô bác mình trong cái video ngày hôm nay. Quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào? Hãy để lại cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con mình dưới phần bình luận video. Cảm ơn và chân thành biết ơn tất cả quý bà con đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với em. Xin chào và hẹn gặp lại.